Văn Quyết cài người rất hay. Bóng không tới vị trí Thành Trung nhưng vẫn đang là cầu thủ Hà Nội. Pha bóng mạnh của Hoàng Thịnh với Đỗ Hồng Dũng và thẻ phạt đã sẵn sàng. Trên sân thì Hùng Dũng đang tỏ ra đau đớn. Cứ mỗi một pha bóng như thế này xảy ra với các tuyển thủ quốc gia thì đều khiến cho huấn luyện viên Park Seo sẽ rất lo lắng. Đội tuyển quốc gia sẽ thi đấu vào tháng 6. Ông cùng đội ngũ cộng sự vẫn đang di chuyển ở khắp các sân đấu để kiểm chứng các cầu thủ. Đây là một pha bóng quá nguy hiểm của Ngô Hồng Thịnh. Trọng tài đang cầm trên tay một chiếc thẻ vàng. Nếu nhìn vào góc quay vừa rồi thì đó hoàn toàn có thể là một chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Có thể đó là một trong những nguyên nhân đã khiến cho cầu thủ Hà Nội vào lúc này đang phản ứng tương đối quyết liệt khi chứng kiến người đồng đội của mình phải đón nhận một pha bóng như vậy. Ở trận đấu diễn ra trong khuôn khổ vòng 1 thì Hùng Dũng cũng đã phải nhận một chấn thương và phải nghỉ thi đấu trong 3 tuần. Sau khi trở lại thì anh đóng góp khá nhiều trong 2 thắng lợi liên tiếp ở vòng đấu thứ 3 và thứ 4. Trận đấu đang phải gián đoạn. Bruno đã gặp chấn thương và phải rời sân sớm. Và bây giờ thì tới lượt Đỗ Hùng Dũng, để lại sự lo lắng với các cổ động viên của đội bóng thủ đô. Góc quay cận của tiếng va chạm vừa rồi có lẽ là thứ mà chúng ta sẽ không muốn chứng kiến lại lần thứ hai. Lê Tấn Tài cũng đã sẵn sàng. Có vẻ như là đôi chân của Đỗ Hùng Dũng đã phải được các bác sĩ nẹp lại ngay trên mặt sân Thống Nhất. Pha vào bóng của Ngô Hoàng Thịnh và đang khiến cho số 88 của câu lạc bộ Hà Nội gần như không còn cơ hội để tiếp tục cuộc chơi ngày hôm nay nữa và cả những vòng đấu tiếp theo. Đang cần có thời gian để cho các bác sĩ xử lý ban đầu cho tình huống mà Hùng Dũng bị chấn thương. Chỉ có những chấn thương nặng mới được các trọng tài cho phép để xử lý ngay trên sân. Chỉ một chi tiết như vậy thôi cũng đủ để chúng ta có thể mường tượng được mức độ của chấn thương này. Thực sự đáng tiếc cho pha va chạm vừa rồi. Hà Nội sẽ gặp tổn thất. Và đội tuyển quốc gia cũng vậy. Đỗ Hùng Dũng mới chỉ trở lại trong 2 vòng đấu. Vào lúc mà Hà Nội cần anh nhất. Sau 2 trận thua. Nhưng bây giờ sẽ là lúc mà sau sự thiếu vắng của Quang Hải, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ phải đau đầu với sự vắng mặt của Đỗ Hùng Dũng. Không chỉ trận đấu này mà cả chặng đường trước mắt nữa. Đây có vẻ như là chấn thương cực kỳ phức tạp. Với ban lãnh đạo của câu lạc bộ Hà Nội, họ có lý do để bộc lộ trạng thái cảm xúc lo lắng đến như vậy. Một trong những nhân tố quan trọng nhất của đội bóng thủ đô, quả bóng vàng năm 2019. Như vậy là cả hai sự thay đổi người của câu lạc bộ Hà Nội trong hiệp 1 của trận đấu ngày hôm nay đều là những sự thay đổi người bất đắc dĩ. Chấn thương của Bruno và chấn thương của Đỗ Hùng Dũng. Chúng ta quay cận cảnh cho thấy là huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có cảm giác như thế nào khi lần lượt chứng kiến hai cầu thủ trụ cột của mình phải rời sân bởi chấn thương. Nếu như Bruno có thể hồi phục trong một quãng thời gian
không dài thì Đỗ Hùng Dũng mọi thứ sẽ vô cùng phức tạp. Và đây là gương mặt của ông Park Hang-seo, như đã nói, ngay khi chứng kiến người học trò của mình ngã xuống trên sân Thống Nhất thì ông đã lo lắng đến mức độ như thế nào. Ông Park Hang-seo đã di chuyển xuống đường biên của sân Thống Nhất và có lẽ là ông sẽ có mặt ở chiếc xe cấp cứu sẽ được sử dụng để đưa Đỗ Hùng Dũng rời khỏi sân Thống Nhất để kiểm tra ngay. Văn Quyết đang có những lời động viên với người đồng đội của mình, cả Võ Huy Toàn nữa. Va chạm trên sân cỏ là điều không ai mong muốn khi phải chứng kiến những chấn thương như thế này. Chính xác là ông Park Hang-seo đã tới sát chiếc xe cứu thương, nơi mà Đỗ Hùng Dũng chắc chắn sẽ phải được di chuyển tới bệnh viện để chụp chiếu ngay lập tức. Lê Tấn Tài được đưa vào sân để thay thế cho Đỗ Hùng Dũng. Một khoảnh khắc va chạm và nó khiến cho mọi thứ trùng xuống. Người đã va chạm và khiến Đỗ Hùng Dũng bị chấn thương là Ngô Hoàng Thịnh, cũng đã di chuyển tới chiếc xe cứu thương, nơi mà Đỗ Hùng Dũng vào lúc này có lẽ là đang có cảm giác buồn bã nhất.